Văn Khánh và Bá Sang đã phải nhận thẻ đỏ. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, chủ nhà câu lạc bộ Sài Gòn trong bộ trang phục màu xanh lá cây sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong bộ trang phục áo vàng truyền thống sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Có lẽ sẽ là một quả ném biên rất mạnh vào phía trong khu 16m50. Lại là đường chuyền bằng đầu của Đỗ Mê Lộ, cơ hội và dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài. Đỗ Mê Lộ chuyền đầu, cơ hội đã có tiếng còi của trọng tài cất lên. Đỗ Mê Lộ đã đưa được bóng vào lưới nhưng anh có lẽ đã ở vào tư thế việt vị. Một pha đánh đầu rất khó của Đỗ Mê Lộ. Chính xác là như vậy. Igor Zelic đã băng lên rất kinh nghiệm. Và các trọng tài đã chính xác. Cả mùa giải 2019 thì Sông Lam Nghệ An chỉ phải nhận duy nhất một chiếc thẻ đỏ. Mùa giải năm ngoái họ không phải nhận thẻ đỏ nào. Cơ hội! Cơ vào! Và kỹ thuật tuyệt vời của Văn Hoàng. Người thoát xuống là tiền vệ Hu Sang Hu. Một pha dứt điểm chéo góc được coi là khó và rất căng. Tuy nhiên Văn Hoàng đã đổ người kịp thời. Cơ hội đáng kể nhất đã thuộc về các cầu thủ Sài Gòn. Đỗ Mê Lộ cho rằng đồng đội cần phải chuyền bóng cho anh. Nhưng theo chúng tôi đây là một pha dứt điểm chấp nhận được. Quả tạt của Xuân Mạnh. Một pha không chiến của Peter Samuel. Một pha đè người rất tốt và trọng tài xác định không có lỗi của Peter Samuel. Sông Lam Nghệ An sẽ đưa một quả đá phạt góc. Như thường lệ, người ném biên vẫn là Hu Sang Hồ. Rất nguy hiểm. Rõ ràng là những tình huống ném biên vào phía trong của Hu Sang Hồ đã được anh và các đồng đội tập luyện rất nhiều. Lần này không phải là Đỗ Mê Lộ mà là trung vệ Thiago Mê Lộ không chiến thành công. Và phá bóng hụt của Peter Samuel, Phan Văn Đức. Bruno Henrique. Phản công dành cho Sông Lam Nghệ An. Vẫn đang là Bruno, dứt điểm. Và dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo áo số 9 là không khó. Bóng đi đúng vào vị trí của Văn Phong. Một pha sửa lòng kỹ thuật của Bruno. Bùi Đình Châu. Đình Tiến. Peter Samuel. Đường tạt vào phía trong không thành công. Nhưng cuối cùng thì Sông Lam Nghệ An vẫn có thể kết thúc đợt tấn công vừa rồi bằng pha dứt điểm của Trần Đình Tiến. Một pha xoay người, một pha bắt vô lê rất nhanh của Trần Đình Tiến. Bóng rất căng nhưng đã đi vào xa ngang. Masui. Đường chuyền của Masui hướng đến Đỗ Mê Lộ, đánh đầu. Không khó đối với Văn Hoàng. Bóng đi nhẹ và không hiểm hóc. Xuân Mạnh đã theo kèm rất sát với Đỗ Mê Lộ và phần nào đó đã khiến cho tiền đạo mà số 19 đã không thể bật nhảy một cách thoải mái. Hu Sang Hồ. Một pha bóng hút. Rất may. Sai lầm của Igor Zelic. Rất may là trung vệ màu số 12 đã kịp thời sửa sai. Đỗ Mê Lộ dứt điểm. Một pha dứt điểm ở góc hẹp của Đỗ Mê Lộ. Một pha dứt điểm hơi khó của Đỗ Mê Lộ. Cao Văn Triền. Văn Ngọ. Vẫn đang là Văn Ngọ. Mát Sươi.
Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một pha giao bóng và dứt điểm tuyến hai rất tốt. Người truyền là Masui, còn người dứt điểm là Cao Văn Triển. Một pha dàn xếp tấn công rất tốt của Sài Gòn. Được kết thúc bằng pha dứt điểm rất căng của Cao Văn Triển. Văn Hoàng phần nào đã bị che mắt. Chính xác là như vậy. Pha cúi người của Đỗ Melo đã khiến cho Văn Hoàng gặp đôi chút khó khăn. Cao Văn Triển. Đỗ Melo. Vẫn đang là Đỗ Melo. Dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho Sài Gòn. Lại là Đỗ Melo. Một pha thoát đi rất nhanh và dứt điểm cực kỳ ấm áp của Đỗ Melo. Cuối cùng thì những sức ép của đội chủ nhà đã được đền đáp. Và không ai khác, Đỗ Melo chính là người khai thông thế bế tắc cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. 1-0 dành cho Sài Gòn ở phút thứ 68. Đến thời điểm này cả hai bàn thắng của Sài Gòn đều được ghi do công của Đỗ Melo. Tỷ người tốt và một pha dứt điểm rất căng vào phía góc xa đã đánh bại thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Rất quyết đoán và rất hiểm hóc. Kinh nghiệm dày dặn đã giúp cho Đỗ Melo thực hiện thành công tình huống này. Một pha tỷ người rất tốt và sau đó là một tình huống dứt điểm treo góc. Sẽ còn khoảng hơn 5 phút nữa dành cho những nỗ lực của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cao Xuân Thắng. Pha bắt bóng tốt của Phạm Văn Phong. Phan Văn Đức. Tắt bóng. Đánh đầu. Rất nguy hiểm cơ hội của Bruno Henrique ở những giây cuối cùng của trận đấu, nhưng tiền đạo mang số 9 đã không thể đưa được bóng vào lưới. Một pha bóng sở trường của Bruno Henrique. Người tạt bóng là có lẽ là Mai Sĩ Hoàng. Người thực hiện sẽ là Phan Đình Thắng. Những phút thi đấu hết sức hồi hộp. Đánh đầu. Lỗi của Igor Zelic. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên trước đó. Trung vệ bên phía Sông Lam Nghệ An đã phạm lỗi. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Sau trận đấu này các cầu thủ sẽ được nghỉ để ăn Tết Nguyên Đán. Và mọi thứ sẽ được PVF thông báo sau khi có những quyết định trong việc phòng chống dịch Covid-19. Vừa rồi là một pha bóng khá nguy hiểm của Phạm Thế Nhật. Đã hết 3 phút bù giờ và chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Sài Gòn. Chắc chắn là như vậy. Sẽ là một tình huống câu giờ. Như vậy là đúng lúc này trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Thống Nhất. Chiến thắng 1-0 đã thuộc về các cầu thủ Sài Gòn trước Sông Lam Nghệ An với pha lập công duy nhất của Đỗ Melo ở phút thứ 68. Đó là một kết quả hợp lý với những gì mà đội chủ nhà đã trình diễn trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với việc thiếu hụt lực lượng, dù đã rất cố gắng nhưng họ đã không thể hoàn thành mục tiêu là giành một điểm trên sân Thống Nhất. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật trận đấu giữa Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 3 LS V-League 1 2021 của chúng tôi xin được phép quay lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ban tổ chức xin giọng chúc mừng huấn luyện trưởng hai câu lạc bộ Phòng Thủ Sài Gòn.